Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nam em trải lòng về lý do ở ẩn và cuộc sống khó khăn hiện tại. Từng là người đẹp đình đám, nam em lại khiến mọi người xót xa vì hoàn cảnh hiện tại của mình. Khoa khôi nam em đã nói về lý do khiến cô ở ẩn và ít xuất hiện tại sự kiện của làng giải trí Việt. Người đẹp cho biết mình đã lên Đà Lạt sinh sống để cân bằng lại cảm xúc và giảm bớt áp lực sau ồn ào. Sau chương trình The Horror cùng với những náo loạn trong FC của mình, tôi không còn một chút động lực nào để làm nghề nên quyết định lên Đà Lạt sống. Tôi không trách mọi người được, Tôi chưa bao giờ có thái độ nào không tôn trọng người hâm mộ hết. Lúc đó tôi có nói một câu, những người không mua vé coi mình hát thì đừng quan tâm. Nhưng tôi không nói với người hâm mộ mình. Tôi dùng cho những người không thích tôi, bởi tôi thấy những người chửi tôi là những người hoàn toàn không mua vé, ủng hộ và chả thích ai cả. Tôi chưa bao giờ có thái độ không tôn trọng người hâm mộ của mình hết. Hiện tại năm em đã trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc thu âm và đều đặn chạy sâu ở phòng trà, nhưng cô lại không có nhà để ở nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cô đã thuê được một căn nhà thoải mái để sinh sống trong thời gian tới nam em trải lòng về lý do ở ẩn và cuộc sống khó khăn hiện tại nam em chia sẻ trong nhà thuê tôi chọn cách dán tường giả gỗ để làm giảm sự căng thẳng mua những thứ thật sự cần thiết vì sự tiết kiệm lúc này rất là quan trọng tôi chuẩn bị có rất nhiều dự án âm nhạc nên không được lãng phí tôi nghĩ chắc không cần mua giường để ngủ dưới đất cho tiết kiệm thế nhưng ngủ được một đêm tôi lại cảm thấy không ổn rồi phải mua giường thôi thế là tôi tìm giường mà chỗ nào cũng mắc cái nào cũng trên 10 triệu đồng nên tôi mua online cái giường sắt có 1,5 triệu, tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ vậy là ngon lành, không cần phải mua thêm gì cả. Riêng về chuyện tình cảm, người đẹp cũng trải lòng, có rất nhiều cuộc gọi rủ đi chơi từ những người theo đuổi tôi, nhưng tôi không mặn mà gì để nhận lời. Có nhiều người tìm đến vì tôi nổi tiếng, nhắc đến năm em như để khoe mẽ với bạn bè, có những người muốn ám đặt tôi vào vai trò làm vợ chứ không phải yêu có người lại muốn bước vào cuộc đời tôi để có trải nghiệm tình yêu hơi toxic, tôi không cảm thấy hào hứng nữa, tôi đang rất yêu khoảng thời gian tự do không ràng buộc này, người đẹp hiện phải ở nhà thuê và cuộc sống khá tiết kiệm. Nam em đăng quang Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2016 và dừng chân ở top 8. Sau đó khi trở lại đấu trường nhan sắc Việt, cô đạt thành tích top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, được gọi tên trong loạt giải thưởng phụ. Người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết, người đẹp truyền thông, top 16 người đẹp du lịch, top 5 người đẹp tài năng, top 6 người đẹp bản lĩnh. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo